Quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền IBC TV trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên băng tần 27.7 được phát hành tại Houston, Texas, cũng như trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 10 giờ tối hôm nay, xứ ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào. Như thường lệ, sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Bà Kamala Harris trình bày trước công nhân công đoàn với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên cạnh. Venezuela ban hành lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo đối lập Gonzalez. Ông Putin ca ngợi quan hệ giữa Nga và Mông Cổ trong cuộc hội đàm với Tổng thống Kirilov. Hoa Kỳ tịch thu máy bay của Tổng thống Venezuela để điều tra pháp lý. Cathay Pacific phát hiện 15 máy bay Airbus A350 bị hỏng bộ phận động cơ trong khi kiểm tra. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên từ Hoa Kỳ qua phần trình bày của sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh. Bà Kamala Harris trình bày trước công nhân công đoàn với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bên cạnh. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris cho biết vào hôm thứ Hai, US Steel vẫn nằm trong tay người dân trong nước khi bà đưa ra lời chào hàng tới các cử tri thuộc tầng lớp lao động ở Pennsylvania trong một cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden. Cuộc meeting vào ngày Labor Day đã đánh dấu lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau trên đường vận động tranh cử kể từ khi bà Kamala Harris thay thế ông Joe Biden ở vị trí đứng đầu danh sách ứng cử viên của đảng Dân Chủ vào tháng 7 và Tổng thống đã giới thiệu Phó Tổng thống với đám đông hơn 600 người chen chúc trong một hội trường công đoàn. Ngày lễ Labor Day của Hoa Kỳ đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chạy nước rút quan trọng sau mùa hè hướng đến cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Cả bà Kamala Harris và cựu đối thủ của bà, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đều dự kiến sẽ tăng cường tiếp cận cử tri, đặc biệt là ở các tiểu bang chiến trường có thể mang tính quyết định như Pennsylvania, Georgia, Michigan và Nevada. Ông Donald Trump đã không tham gia chiến dịch tranh cử vào hôm thứ Hai, trong khi bà Kamala Harris tổ chức các sự kiện ở Detroit và Pittsburgh, nơi bà sử dụng bài phát biểu của mình để nhấn mạnh sự ủng hộ đối với công nhân ngành thép. Quan điểm của bà Kamala Harris về US Steel Corp phản ánh quan điểm của ông Joe Biden, người đã nói rằng tháng 3 vào rằng công ty đã đồng ý được Nippon Steel 5401T của Nhật Bản mua lại với giá 14,9 tỷ Mỹ Kim, phải vẫn là một công ty Hoa Kỳ do trong nước sở hữu. Venezuela đã ban hành lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo phe đối lập Gonzalez. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Venezuela cho biết vào thứ Hai, tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ đối với nhà lãnh đạo phe đối lập Edmundo Gonzalez, cáo buộc ông ta về tội âm mưu và những tội danh khác, trong bối cảnh tranh chấp về việc liệu ông ta hay Tổng thống Nicolas Maduro để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 7 vừa qua. Bộ trưởng Tư pháp Tarek Saab đã chia sẻ bức hình về lệnh bắt giữ thông qua tin nhắn Telegram. Việc ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Gonzalez dẫn đến sự leo thang lớn trong cuộc đàn áp của chính phủ Maduro đối với phe đối lập sau cuộc bầu cử gây tranh cãi. Cơ quan bầu cử quốc gia Venezuela và tòa án tối cao đã tuyên bố ông Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 với hơn một nửa số phiếu bầu. Nhưng số phiếu do phe đối lập chia sẻ đã cho thấy chiến thắng vang dội của ông Gonzalez. Ông Maduro đã nói trong một chương trình phát hình trên truyền hình rằng gã hèn nhát Gonzalez Orrotia lại có gan nói rằng y không công nhận bất cứ điều gì. Ông Putin ca ngợi quan hệ Nga và Mông Cổ trong cuộc hội đàm với Tổng thống Khrushchev. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Ba đã cho biết rằng quan hệ với Mông Cổ là một trong những ưu tiên của Nga tại châu Á khi ông gặp nhà lãnh đạo Mông Cổ Unagin Khrushchev. Nga đã đàm phán trong nhiều năm về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt tự nhiên để vận chuyển 50 tỷ mét khối mỗi năm từ khu vực Yaman của mình đến Trung Quốc qua Mông Cổ. Dự án Power of Siberia 2 là một phần trong chiến lược của Nga nhằm bù đắp cho phần lớn lượng khí đốt bị mất tại Âu Châu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh với Ukraine. Đây là dự án kế nhiệm cho đường ống hiện có cùng tên vốn đã cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc và dự kiến sẽ đạt công suất theo kế hoạch là 38 BCM mỗi năm vào năm 2025.
Vào tuần trước, Ukraine đã thúc giục Mông Cổ bắt giữ Putin theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế năm ngoái, khi họ cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh vì trục xuất bất hợp pháp hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine. Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc này, nói rằng điều này có động cơ chính trị và cho biết họ không lo lắng về việc Putin thực hiện chuyến đi. Hoa Kỳ tịch thu máy bay của Tổng thống Venezuela để điều tra pháp lý. Ngoại trưởng Cộng hòa Dominica là Roberto Alvarez cho biết Hoa Kỳ yêu cầu họ phải vô hiệu hóa máy bay do Tổng thống Venezuela là Nicolas Maduro sử dụng để điều tra hình sự do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu. Tổng thống Luis Abinader đã nói trong cuộc họp báo, máy bay ở Dominica để được sửa chữa. Hoa Kỳ đã thu giữ máy bay này vào ngày đầu tuần và đưa nó tới Florida sau khi xác minh rằng việc mua máy bay này vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Việc tịch thu máy bay diễn ra trong bối cảnh ông Maduro liên tục chịu áp lực trong và ngoài nước liên quan tới cuộc bầu cử ngày 28 tháng 7 gây tranh cãi, mà ông tuyên bố đã giành được chiến thắng, trong khi phe đối lập cho biết những bản sao phiếu bầu của họ đã cho thấy ứng cử viên của họ mới là người chiến thắng. Đây cũng là diễn biến mới nhất trong băng giao lạnh giá từ lâu giữa Hoa Kỳ và Venezuela. Hoa Kỳ gần đây gây áp lực lên Venezuela để công bố dữ liệu ngay lập tức liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào tháng 7 vừa qua vì nghi ngờ chiến thắng của ông Maduro. Cathay Pacific phát hiện 15 máy bay Airbus A350 bị hỏng bộ phận động cơ trong khi kiểm tra hãng hàng không hàng đầu của Hồng Kông Cathay Pacific Airways vào hôm thứ Ba, cho biết họ đã xác định được 15 máy bay trong đội bay Airbus A350 của mình có các bộ phận động cơ bị ảnh hưởng cần được thay thế, trong đó có 3 chiếc đã được sửa chữa trong quá trình kiểm tra dẫn đến việc dừng bay tất cả các chuyến bay của hãng liên quan đến máy bay này. Đội bay bị ảnh hưởng còn lại vẫn tiếp tục ngừng hoạt động, hãng dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 7 tháng 9. Một máy bay A350 đã được phát hiện gần nhà ga số 1 tại phi trường quốc tế Hồng Kông vào hôm thứ Ba. Bản thông tin của phi trường cũng cho thấy các chuyến bay đến Singapore và Tokyo đã bị hủy. Tất cả đều được lên lịch sử dụng Airbus A350-900. Cathay Pacific không tiết lộ thông tin chi tiết về bộ phận động cơ bị hỏng, nhưng lưu ý rằng đây là lần đầu tiên máy bay A350 trên toàn cầu gặp sự việc như vậy. Một người trong cuộc, người đã chọn ẩn danh, tiết lộ với Reuters rằng sự việc liên quan đến với vòi phun nhiên liệu trong động cơ XWB-97, mẫu Rolls-Royce cụ thể được lắp đặt trên A350-1000. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý vị những tin tức nổi bật liên quan tới biến đổi khí hậu khiến kim chi của Nam Hàn gặp nguy cơ ra sao. Những người ủng hộ Palestine đã tổ chức diễn hành tại Gaza vì ủng hộ cho những người Palestine trong cuộc chiến như thế nào. Tòa án Thái Lan ra phán quyết và yêu cầu dẫn độ với Equinbraf và nhiều bản tin nổi bật khác. Rất mong quý vị đón xem.